Quyền Linh và Cát Tường xin chào đón quý vị các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có thể nói là thời gian hẹn hò là thời gian hết sức là quan trọng với tất cả mọi người. Từ cái hẹn hò đó chúng ta sẽ có cột mốc rất là quan trọng và từ đó nó tiến xa hơn nữa. Anh hỏi em nè, em bắt đầu yêu từ năm mấy tuổi vậy? À chà, khó à, anh hỏi vậy khó lắm, cái trừu tượng lắm, nó tình cảm nó khó. Khoảng em nhớ là em học lớp 5 đó. Trời đất ơi. Tình yêu đến sớm thế sao luôn. Hỏi em vậy vui thôi, nhưng quan trọng ngày hôm nay chúng ta sẽ xem cái cặp đầu tiên trong chương trình này, coi họ quen nhau từ năm nào, họ biết yêu từ năm nào và cái nụ hôn đầu tiên từ khi nào. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một chàng trai và một cô gái. Nào, xin mời mà nào hạ xuống. Và bây giờ trân trọng kính mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Trần Cơ. Wow, cái tên rất là lạ. Em hiện đang làm gì? Dạ, em giờ đang làm thợ Photoshop ở quê em ạ. Quê em ở đâu? Ở Bình Phước ạ. Bình Phước. Em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 22 tuổi ạ. Sao em run quá vậy? Bình tĩnh em. Trời ơi, chị đâu có làm gì em đâu, chưa có làm gì trơn á mà. Để xem bên đây chàng trai chúng ta tên gì và bao nhiêu tuổi. Xin mời. Sao mà khép nép như vậy? Chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên Dương Quốc Bảo. Quốc Bảo, nhiêu tuổi? Dạ 22. 22. Sit down please. Quốc Bảo 22 tuổi, hình như cũng đang rất là khép nép. Bạn đang hồi hộp hay gì? Dạ cũng hơi hồi hộp. Bạn đang hồi hộp về việc gì? Hồi hộp về bạn mình sẽ được gặp. Bạn đang làm nghề gì? Dạ công nghệ thông tin. Quê ở đâu? Dạ em ở Bình Dương. Bình Dương, cùng chung chữ Bình. Bình Phước, Bình Dương ngày xưa là một tỉnh, bây giờ chia làm hai, hy vọng rằng tỉnh thì chia nhưng người sẽ là một. Trang Cơ nè, chị thấy là em có vẻ hơi mất bình tĩnh một tí, bây giờ em tập trung nha. Sở thích của em hàng ngày là gì? Ngoài việc làm Photoshop, em phải đi theo các chị đi làm show đám cưới rồi mặc đồ cho cô dâu. Chị nghĩ chắc em là một người nội trợ cũng đảm đang lắm ha. Em biết nấu ăn không? Dạ cũng tạm tạm ạ. Mối tình đầu của em là bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi nè? Dạ chưa có mối tình đầu luôn, bởi vì em thích người ta chứ người ta không có thích em ạ. Hy vọng rằng hôm nay bên đây sẽ thích bên kia. Chị nói cho em nghe, đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là một cái cơ hội để em gặp gỡ và tìm hiểu đối phương. Nếu em thấy được là em phải làm liền chứ đừng có để nó lỡ nữa nha. Dạ. Còn bạn là thích hoạt động xã hội. Dạ. Bạn có một cái gọi là một cái năng khiếu gì mà bạn công tác xã hội, ca hát nhảy múa gì không? Có không? Dạ có nhảy. Có nhảy luôn. Chút nhảy xíu gì? Nữa nhảy cho em coi thử nha. Rồi chút nhảy coi thử luôn. Ngoài những công việc hàng ngày mà em làm thì những thời gian rảnh rỗi hay em hay làm gì? Em có tham gia những hoạt động xã hội nào không? Dạ em thích chỗ đông người cho nên là em tham gia cũng nhiều. Cụ thể là em có đi cắm trại nè, rồi đi hành trình vượt thác nè, nói chung là cũng nhiều. Nhưng em đi nhiều như vậy mà chẳng lẽ không có một cái cơ hội nào để em tiếp cận được một chàng trai nào để mình nắm được tay người ta hết trơn hả? Cái tính cách của em á là giống như muốn chỉ đạo người ta cho nên nhiều khi người ta không có thích ạ. Bạn có thích ra lệnh không? Dạ cũng dạ thích. Bạn thích luôn. Vậy hai người gặp nhau, hai người ra lệnh ai nghe? Anh Quyền Linh nghe. Tính cách bạn thế nào? Hình như thấy bạn tham gia công tác xã hội rất nhiều nhưng hơi rụt rè đúng không? Dạ. Dạ, cũng có chút rụt rè. Có chút rụt rè nữa. Rụt rè. Rụt rè. Rụt rè. Ủa bạn, người ở Bình Dương hả? Mà sao nói giọng nghe giống miền Tây quá vậy? Ba em là người quê ở Bình Dương, mẹ em là người Thanh Hóa. À, không có liên quan gì rụt rè hết trơn. Hàng chứ nó gục ghè dữ. Cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Dạ cao to. Cao to. Vạm vỡ. Vạm vỡ. Ngon lành. Có không? Có gì nữa em? Dạ
sáu muối. Sáu muối là sao em? Sáu muối là sao em? Cái này sáu muối luôn. Còn gì nữa nè? Dạ đẹp trai ạ. Kiểu đàn ông với lại em cái này không phải là do em biến thái đâu. Nhưng mà thì... chị đâu có nói em biến thái gì đâu mà em tự xưng em biến thái vậy trời. Không phải. Em thấy những người mà cái cằm của bạn nó giống như cằm độn á. Cằm độn? Cằm độn là sao, nó gọi nó cong? Độn là giống như bạn nó bị mó thì cằm bạn nó như này. Cái gì nữa em, gì nữa? Dạ, chị thích quá. Dạ, men lì thì có râu quay nón ạ. Râu quay nón? Vậy là giống anh Quyền Linh rồi. Anh Linh, anh Linh. Hả? Anh tháo đỡ cái râu quay nón anh cho bạn kia mượn đi. Cũng có, quay bát. Quay bát có rồi. Bạn nghĩ bạn có đáp ứng cái nhu cầu đó không? Bạn được mấy chục phần trăm? 60%. 60%? Có quá không? Có quá không? Cũng to, cao, đẹp trai á. Không? Cũng 6-7 mũi. Thôi bây giờ mẫu người bên kia sao nè, để bên đây ta tự nhận xét coi nè. Cao bên đây 65. 65. Rồi. Cao bên đây cao á nha, đừng giỡn, bên đây cao lắm á. Đẹp, cân đối, yêu thích động vật. Người bạn gái của mình phải yêu thích động vật. Chủ ta yêu thích động vật nhiều hơn yêu bạn hay sao? Thì thường mình phải biết để người ta biết san sẻ tình yêu đó đối với mình và động vật. Cái gì thế trời? Trời ơi. Về cái sở thích mà động vật đó chị là cái này giống như là cái bệnh của em luôn rồi đó. Tức là đi ra ngoài mà em thấy con chó này đương nhiên. Em không cần để ý tới người bên, em chỉ cần nhìn thôi. Nói chung là thấy chó là em chừng nào mà em ra đường mà em thấy trai mà em là lúc đó là ok. Chị Tường mà ra đường mà chị Tường thấy trai chị Tường đó là nó theo liền luôn á. Tôi tò mò bên kia quá, quá tò mò luôn. Bây giờ anh, em có tò mò muốn nhìn bên kia không? Sao cứ tự nhiên anh cũng tò mò ghê luôn á. Nhưng trước khi qua bên đó anh coi mặt bên đó em còn cái tiêu chuẩn em nói luôn để anh coi. Dạ thì em thích con gái không mang giày cao gót. Thích con gái không mang giày cao gót. Mang giày bata hoặc là giày búp bê. Trời ơi, thích gái mang giày búp bê, giày bata, nghe chưa? Ê búp bê à, búp bê, có búp bê rồi nha. À dạ. Búp bê à. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi ạ. Thôi để tôi nhìn mặt cái bên kia cái coi. Dạ, chào anh. Anh tò mò muốn biết là em cầm độn đấy, em diễn tả sao? Thích con trai cầm độn là sao? Rồi thấy chó là sao? Những con vật dễ thương á, là em nhìn nó xong rồi em muốn vẫy nó lại để em đựng nó. À, tức là cũng yêu thích động vật đúng không? Em cực kỳ yêu thích nó, người ta phải nói luôn á. Vậy được rồi, hợp rồi. Cặp này hợp à? Tôi thấy cặp này hơi hợp á. Để tôi coi. Hợp. Hợp. Em đứng. Chào em. Chào chị. Em thích mang giày búp bê. Dạ. Mà em có thích thân hình búp bê không? Dạ. Nhưng mà bạn của chị là búp bê. Thân hình hơi búp bê. Chắc cũng được á chị. Mới nói không rồi bây giờ chắc cũng được. Ham vừa vừa thôi ông. Phải ế quá rồi gặp đâu cũng gần gần vậy. Vừa phải thôi. Thôi được rồi, để tôi ráng rồi tôi nói vô coi. Nói vô thì cặp này hợp đó. Thì để tôi nói vô. Nhà không nhờ Cát Tường là em đi châu Phi lấy vợ cho em. Bình tĩnh nha em. Chúng ta đã tới giờ để có 2 phút rất là quan trọng. 2 phút họ ngắm nhìn nhau, nói chuyện với nhau, cảm nhận về tình yêu và quyết định xem có hẹn hò hay không. Xin mời màn kéo lên. Nói chuyện đi, trời ơi, đó, nhắc má. Dạ, em. Dạ. Em, coi như là mình thấy dễ thương là mình kêu lại liền em. Thôi đi, có 2 phút đi. Bà, cứ nhắc ma nhau hoài. 2 phút. Mình cũng rất vui.
Nếu mình quen nhau được thì bạn cũng rất là xinh đẹp. Hết thời gian, hết thời gian. Gì mà ta mới có khen. Không có nói nữa, không có nói nữa. Tôi thấy hết thời gian rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có thời gian để nhấn chuông là hẹn hò cho nè, mọi nhưng người mà thôi. Em nhắc lại cho kỹ nha. Chỉ có 3 giây để bạn suy nghĩ thôi nha. Trong vòng 1, 2, 3 bạn không nhấn nút có nghĩa là cơ hội hết. Nếu bạn đồng ý họ hẹn hò thì bạn phải nhấn nút liền trong vòng 3 nút nhạc. Bây giờ bạn đặt tay bạn ra phía sau. Đây, có cái nút. Kỹ chưa? Rồi. Bấm vào nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò. Không bấm vào nút có nghĩa là không. Một, hai, ba. Thật sự là trời ơi, em nổi da gà luôn anh Linh. Giống anh em quá. Cảm thấy nè, em nổi da gà quá. Chị rất là có thể vui. Hai bạn ôm nhau một cái. Bạn ôm nhau đi. Tôi xin hỏi đầu tiên bạn gái, lý do tại sao bạn lại nhấn nút hẹn hò với bạn này? Dạ, nó gần với tiêu chuẩn của em. Đúng tiêu chuẩn của em? Gần với tiêu chuẩn, gần. Còn bạn trai, tại sao bạn lại... Đúng tiêu chuẩn của em luôn. Trời ơi, người tình trong mộng mà bây giờ lạc đi đâu bây giờ mới tìm thấy đó. Tôi xin hỏi bạn, bạn nhìn thấy một cái điều gì mà có thể là mà bạn đồng ý hẹn hò trong nháy mắt khi bạn nhìn thấy bạn gái? Cái gì đập vào mắt bạn? Em nghĩ là chắc là ngoại hình. Ngoại hình. Còn bạn nữ, cái điều gì mà đập vào mắt bạn giống như tiếng sét vậy đó, ngay khi đầu tiên bạn nhìn thấy bạn trai? Dạ em cảm giác anh đó rất là hiền lành. À, hiền, hiền lành. Bây giờ bạn gái này là chưa bao giờ hôn, chưa bao giờ được nắm tay. Chưa bao giờ được nắm tay. Chưa bao giờ hôn. Bây giờ bạn nam có thể làm điều đó với bạn nữ được không? Ngay cái ngày trọng đại hôm nay, các bạn đồng ý không? Vỗ tay. Hay, cố lên, hay quá, cố lên. Chị chúc mừng em. Hay quá, chúc mừng hai bạn. Thật là hay, thật là tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng ta vừa trải qua giây phút phải nói là rất là cảm động. Chưa bao giờ mà em cảm thấy trong người em vui như ngày hôm đúng nay vậy. Em làm được cái điều hết sức phi thường. Chị rất là vui và thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tặng cho hai em một cái vé đi xem phim. Và chị tin chắc chắn rằng hai đứa em sẽ có được những giây phút ngồi bên nhau rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc. Và mong rằng em sẽ đem đến cho người bạn gái kế bên của mình những tình cảm rất là đặc biệt mà bạn ấy chưa có được trong cái suốt khoảng thời gian mà bạn ấy đã trải qua. Cảm ơn em rất là nhiều. Một người bạn trai rất là tốt bụng. Hãy nắm tay nhau, hãy truyền hơi ấm cho nhau. Nắm tay nhau đi em. Hãy là bờ vai che chở cho bạn gái, đưa bạn gái đi xem phim. Mời bạn. Đi ngoài này. Không biết nữa, đi vô đó nữa. Muốn hẹn người khác hả? Hay quá. Sướng quá. Thật là bất ngờ. Bất ngờ quá. Anh nghĩ hôm nay chúng ta đã làm một cái việc rất là thành công. Nãy giờ trong tim anh cứ thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ rằng nó thất bại. Em rất là vui. Em rất là vui. Rất lo. Đầu anh tiên... lo là thật sự anh nói thiệt em nha. Nói anh lo bạn gái không đồng ý. Còn biết em nó nghĩ sao à? Em cũng vậy. Cái hay nhất của bạn trai là rất là hiền. Phải nói là chân thật. Tôi thích cái điều đó. Có thể nói là đây là cái niềm vui đầu tiên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và chắc chắn hai bạn đó sẽ có một thời gian rất là đẹp, một thời gian rất thích hợp để các bạn tiến tới những điều xa hơn nữa. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh và Cát Tường xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi thứ hai để xem tình yêu của họ bắt đầu từ năm nào, hôn nhau lúc nào. Hình như là bên anh xuất hiện trước nó hơn đó, nó may mắn đó Tường ơi. Cho bên anh xuất hiện trước. Chắc vậy quá. Rồi xin mời bạn trai tiếp theo. Dạ. Chào bạn. Lạ nha. Lạ là sao anh? Rất lạ. Bạn tên là gì? Em Trần Bảo Anh. Trần Bảo Anh. Dạ.
Bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. 27, bà đã làm nghề gì? Em làm bên may mặc quần trang. Bạn may quần áo gì? Chuyên về đồ nữ. Bạn may được bao nhiêu năm rồi? Em làm là 6 năm. Lý do tại sao người ta không may quần áo nam mà bạn thích may quần áo nữ? Thích được đo cho các bạn nữ, mệt ghê vậy. Đơn giản cho anh Linh cũng hỏi nữa. Thấy bên đó bạn nam xuất hiện là thấy cũng vỗ tay rồi dữ lắm nha. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow. Rất là duyên dáng, rất là đáng yêu. Mời em qua đây ngồi. Em, trước tiên chị hỏi đồng em là em may hay em mua? Dạ em mua. Mua hả? Hồi đó giờ em có mặc đồ may không? Dạ cũng có mà. Có hả? Dạ. Và chị sẽ giới thiệu cho em một người bạn luôn luôn may đồ cho em mặc, em chịu không? Dạ chịu. Dạ chịu. Em tên gì nè? Dạ em tên là Nguyễn Thị Lý. Nguyễn Thị Lý. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi, em đang làm gì? Lý đang làm gì? Em đang làm quản lý ca tại Pizza Hut Việt Nam. Quản lý gì em? Quản lý ca. Quản lý ca là sao em? Tức là cái một cái ca đó thì cần một hoặc hai người quản lý. À. Mình sẽ điều phối công việc cho các bạn là sắp xếp nhân sự rồi cuối ngày mình tổng kết giờ công lao động rồi tính doanh thu. À. Yeah. Giỏi quá, giỏi quá. À, anh ơi, bên đây là hiện giờ cũng công việc làm vậy là tương đối ổn định. À, sẵn sàng để cho bên kia đo và may. Làm trong cái nghề này luôn luôn đo quần áo cho nữ, vậy không lẽ từ đó giờ bạn làm nghề 6 năm bạn chưa đo cho ai mà bạn thấy hợp lý với mình hết á? Dạ thường em chuyên về đầm lưu tiệc với lại đồ cưới. Ừ. Nhưng mà khi mà cưới đó em là xong rồi. Đó em đo hết cơ hội. Trời ơi, nói gì tôi không nghe hết trơn, tôi phải đứng gần cái màn cái ráng tôi đắp lô tai. Tôi không tin rằng bạn đến 27 tuổi mà bạn còn muốn đây đến đây để hẹn hò, không lẽ bạn không chưa hẹn hò với ai à? Dạ đến đây hẹn hò thì em nghĩ là hẹn hò lần cuối anh. Dạ tại vì em 27 thì 3 năm nữa là 30. 30 chưa phải là già. Dạ. Chị 30 chưa già nhưng mà tới đó ổn định được rồi chị ơi. À, tới đó ổn định là vừa. Dạ. Tại con 20 là em tới 50 rồi. Trời ơi, tính xa quá, lo xa dạ. Quá. Một người đàn ông biết lo xa vậy là rất là tốt, rất là yên tâm khi mà một người phụ nữ được nương tựa. Em dự định khi nào em lấy chồng? Chắc khoảng 2 năm nữa chị. 2 năm nữa lấy chồng. Dạ. Là hợp luôn đó, bên kia 27 muốn 3 năm nữa là có con, bên đây em 2 năm nữa lấy chồng có bầu, 1 năm 3 năm đẻ vừa. À, chị đùa với em một tí thôi, bây giờ chị hỏi nè, tính cách của em là như thế nào, em tự giới thiệu luôn. Của em thì mọi người, thường thường con trai thì thấy anh em hiền, còn con gái mà chơi thân với em thì sẽ nói là không hiền như vẻ bề ngoài. Nhưng từ bản thân em thấy là em hiền hay là em dữ? Em thấy em hiền. Em sở thích của em là gì? Em thích cái gì? Ở nhà một mình. Ở nhà một mình? Không sợ à? Em tự thích kỷ hả? Tự kỷ hả? Thời gian đó đi làm về thì em thường thường em muốn ngủ, xu hướng ngủ nhiều hơn, ít đi ra ngoài đường. Còn bạn đi làm về bạn thích gì? Thì đi làm về cũng ngủ một mình. Không thích lắm, bạn thích gì? Dạ. Tại công việc của em thì làm thời gian rất là nhiều, tốn thời gian nhiều nên khi về nhà tối. Bạn có hoạt động gì ngoài xã hội không? Nếu có thời gian rảnh rỗi thì em có đi từ thiện với mấy người quen của em. Đi nấu ăn ở bệnh viện bú. Ừ. Đi thăm bệnh viện tâm thần ở trên Tân Uyên này nọ. Bạn trai bên đó thì chị nghe, bạn trai nói nhỏ quá nhưng mà chị vẫn nghe được là rất thích đi làm việc từ thiện, những công tác xã hội. Vậy còn em thì em có, ngoài những công việc của em thì em có khi nào tham gia những hoạt động xã hội nào không? Lúc mà còn đi học thì em tham gia nhiều, còn bây giờ tại công việc của em không có thích hợp thời gian nhiều. Em có thích làm những công việc nội trợ của phụ nữ không? Ví dụ em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu ăn, nhưng mà người ta nói em nấu không ngon. Không ngon? Dạ. Nên là em muốn tìm một người để có thể thưởng thức những món ăn cho em nấu. Ủa là không sao? Ngon mà em kêu người ta thưởng thức. Không ngon sao thưởng thức? Em phải nấu ngon người ta mới thưởng thức chứ. Không, thì từ đó người ta sẽ đưa ra được những cái khuyết điểm của em đó, thì em sẽ cải thiện để em sẽ nấu cho người ta ngon hơn. Thì theo như chị nhận định là em rất là dễ thương, một cô gái hiền lành, vừa phải. Nhưng mà chị vẫn thắc mắc tại sao mà em ế được ta? Chị không tin đâu. Chứ một người như vậy quá khả ái, duyên dáng, sao mà nó ế được? Thì cái lý do cũng bình thường chị. Tức là khi em xác định quen một ai đó thì em xác định lâu dài.
Đa phần những người thích em thì thường thường là kém tuổi em ha. Có một số đó, một số người thì không có phù hợp với tính cách của em. Bên đây cao tuổi hơn, chắc chắn rồi. Bạn thích mẫu người thế nào? Dạ, ngoại hình thì cân đối là được rồi. Sao, sao? Cân dạ. Đối được không? Dạ. Nhưng rồi. Mà cân nặng được không? Nặng bao nhiêu anh? Khoảng 60 gì đó. Thì nếu mà yêu thích thể thao thì em nghĩ là chắc được. Bạn rất là tỉ mỉ trong công việc của bạn. Bởi dạ. Vì may đầm dạ hội, may áo cưới rất tỉ mỉ. Dạ. Vậy thì bạn có tỉ mỉ trong công việc nội trợ, nấu ăn này kia không? Nấu cơm thì cái việc nó không tính, nó dài quá rồi. Còn đồ ăn thì chiên trứng, luộc rau, chấm nước tương. Bảo anh giỏi giang như vậy, đáng lẽ phải nhiều, phải chăm sóc cho nhiều phụ nữ người ta thích em chứ sao em ế được Bảo anh? Dạ anh, tại vì không có thời gian gặp chị ơi. À là lo tối ngày cứ lo nấu ăn với may vá không vậy đó hả? Lý do tại sao bạn để đầu lạ vậy? Đầu lạ là đầu sao anh? Lạ. Hả? Lạ lắm. Lạ là sao? Anh làm em tò mò quá à. Lý do tại sao bạn để gì vậy? Mấy đứa bạn chơi chung với em làm anh tóc nhiều. Cái thằng đó nó bạn thân của em. Nó làm tóc ấy, chắc cho em cái kiểu kia nó ngắn ngủn rồi. Nó ngắn đây hồi năm trước. Cái đó bây giờ nó vẫn không tìm được cái kiểu nào mà hợp với em á. Thế là cái thì nó tìm không ra thì em cứ để em đợi nó. Để đi từ đây dài tới đây. Dài tới đây là tới đâu? Dài tới dưới đây là tới đâu? Trời ơi, thôi để tôi coi nha. Tôi tò mò quá. Tóc mà để dài tới dưới đây. Coi chừng tóc dài hơn em á. Dài lắm, tóc dài lắm. Để tôi coi coi. Chỗ nào cũng lạ. Rồi cái gì sao đây này, sao vậy? Dạ. Sao này không để dài tới vậy luôn? Dài luôn. Ngược lại. Nó không dài chị. Sao vậy? Dạ. Rồi cái chỗ cần dài không chịu dài. Dài đi. Rồi bây giờ cái này là còn dài nữa không hay tới đó là ngưng rồi? Dạ tới đây ngưng rồi. Rồi sao hai bên này không dài luôn mà chơi kỳ vậy? Dạ tại đang đợi khúc trên đây có làm gì bạn à. Đợi khúc trên này coi làm gì rồi mới biết hai bên đây là sao. Dạ. Để chị hỏi em biết thắt bính không? Em biết thắt bính không hả? Thắt kiểu đơn giản thì em biết thắt. Chị nghĩ là nếu mà hai đứa mà bắt đầu quen nhau mỗi ngày đi ra đường em phải mất hết 15 phút để thắt bím. Không phải bím tóc cho em mà bím tóc cho người ấy à. Chị coi rồi đó, chị biết bên kia là sao rồi đó. Bây giờ em nói cho chị nghe mẫu người lý tưởng của em sao để chị so sánh coi được không? Còn không được thôi mình chia tay. Em thích những người đeo mắt kính, răng khểnh, có nụ cười duyên, tóc cắt ngắn gọn gàng. Đeo mắt. Đeo mắt kính, có răng khở, nụ cười duyên, tóc gọn gàng. Đây rất gọn, chủ ngắn, chủ không. Người đó phải biết quan tâm về gia đình nhiều, tức là biết sửa xe hoặc là những cái đồ vật trong gia đình mà hay bị hư á chị. Biết sửa đồ đó, biết may đồ kìa. Yeah. Sửa xe, biết không? Sửa ống nước. Sửa ống nước biết không? Dạ biết. Sửa quạt. Dạ biết, sửa điện. Sửa điện. Dạ. Rồi bây giờ trước khi anh qua bên đây nè, anh xem mặt cái đối phương của em á. Dạ. Anh muốn hỏi là em đang cảm nhận thế nào về đối phương bên em bên kia? Hiện giờ thì em thấy ổn. Thấy ổn đúng không? Dạ. Rồi, để anh xem có ổn không nha. Không chỗ nào chê. Xinh là xinh quá, xinh là xinh ghê. Xinh không chỗ nào chê. Anh dễ thương thiệt. Thế, còn em đâu có nói đùa. Chẳng bao giờ em nói đùa cả. Nhưng mà anh nghĩ nếu mà em làm cái đầu mà giống bên kia còn hợp hơn nữa. Được anh. Mập mạp. Dạ. Múp mím. Dạ. Mũm mỉm. Dạ. Dễ thương. Lý, mẫu cái người mà trong đầu em hình tượng, em thần tượng cái nhân vật nào? Đó là ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hả? Rồi trong lớp luôn. Bên đây giống Phạm Anh Khoa. Thôi, em nghĩ là chúng ta không nên làm mất thời gian của nhau nữa mà phải cho hai bạn trẻ nhìn thấy nhau. Thử xem, ánh mắt đầu tiên. Nào. Như thế nào? Trao nhau cái nhìn đầu tiên dạ. Đi. Phải nhìn từ sau tới mới ấn tượng. Kéo màn lên. Thôi, anh chơi kỳ quá. Cứ vậy hoài à. Đó, nữa. Khoan, phải mặt qua. Tôi hỏi bạn nữ, bạn thấy thế nào?
Ấn tượng. Ấn tượng. Ấn tượng khó phai. Cảm nhận của bạn, mái tóc này có đẹp không? Cũng đẹp. Rồi bây giờ xin mời bạn trai. Chúng ta có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Chào đấy. Dạ, chào anh. Anh không có giống Hà Anh Tuấn. Nhưng mà chăm trước anh hát nhạc nhà anh Hà Anh Tuấn được. Chăm trước hát nhạc Hà Anh Tuấn được không? Là hay lắm á. Tiếp đi. Dạ. Tiếp. Bối rối quá vậy. Bối rối quá vậy chưa? Mới có 1 phút mà. Cảm nhận thế nào về bạn nữ bên kia? Thì dạ. Tường đâu có nói sai đúng không? Rất là duyên dáng cả. Dạ. Xinh là xinh là xinh. Dạ. Em thấy anh nói anh thích người nhỏ con. Hình như em hơi không hơi người mập. Người cân đối là được. Này không cân đối nhưng cân nặng chút. Về tập đi bộ. Dạ. Giảm cân. Em thích thể thao đúng không? Không có thích. Em thích có một người tạo cho em cái động lực để sau này em có thể giảm cân. Hết thời gian. Hết thời gian. Ta có ba khách để phía sau. Để nhấn chuông. Mời hai bạn để tay vào chuông. Hai. Đây. Cái chuông này. Và nếu các bạn đồng ý hẹn hò, các bạn sẽ nhấn chuông. Không đồng ý, khỏi nhấn chuông. Một, hai, ba, bắt đầu. Hết thời gian. Mời hai bạn. Không bạn nào nhấn chuông cả. Tại sao em vẫn là màu xanh? Tại sao em là nam, tại sao em không nhấn chuông? Dạ tại vì có nhiều điểm không đáp ứng. Không đáp ứng được. Theo em thì điểm nào không đáp ứng? Anh Tuấn anh. Tự ái. Bây giờ em đâu em hát thử một khúc nhạc nào của Hà Anh Tuấn chị nghe coi giống Hà Anh Tuấn không? Về bên làng quê yêu dấu có anh che quê vẫn chờ. Đoạn về sinh còn ngơ ngăn nhớ chỉ tâm sinh tươi ngày xưa. Sao bây giờ nè? Bây giờ chị mới hỏi Lý nè, Lý có muốn suy nghĩ lại không? Lý thấy mình có vội vàng trong nhận xét quá không? Tại sao em lại không chọn bạn trai kế bên? Em nghĩ là em không hợp với anh. Cái lựa chọn của anh, em dự đoán là anh sẽ không bấm chuông. Em dự đoán. Dự đoán anh không bấm chuông nên em không bấm luôn. Dạ đúng rồi. Nếu anh bây giờ nói anh nhấn chuông lại thì em sao? Chắc là không có cơ hội lần hai đâu. Cơ hội lần hai. Dạ. Tôi nghĩ rằng bạn gái đây rất là dễ thương và bạn trai cũng rất dễ thương. Ai cũng đẹp trai đẹp gái cả. Rất tiếc họ chưa gặp nhau ở một điểm nào đó. Chật một cái nhịp gì đó rồi. Nào đó. Lỡ một cái nhịp cầu, lỡ một chuyến đò, lỡ một vé xem phim. Hy vọng rằng trong cuộc đời chúng ta mãi mãi là những người bạn tốt với nhau. Biết đâu có điều gì đó sẽ xảy ra thì sao? Có thể và không thể. Dù gì thì cũng cảm ơn hai bạn đã tham gia với đồng hành cùng chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và hy vọng là trong cuộc sống các bạn sẽ luôn luôn có được những niềm vui, những niềm hạnh phúc mà các bạn đang mong muốn và chờ đợi. Chúc hai bạn được nhiều sức khỏe. Cảm ơn hai bạn. Mình cũng bất ngờ. Anh có thể cùng em xem phim đêm nay. Lại một lần nữa chúng ta là những người nhận cái vé xem phim này. Mỗi một lần như vậy thì hình như cái trái tim anh nó khắc khoải làm sao ấy. Thật sự là ngày hôm nay anh rất mong muốn hai bạn trẻ này đến với nhau, đồng ý hẹn hò với nhau bởi vì hai bạn rất là dễ thương. Còn bạn gái của em quá xinh luôn. Rất là xinh. Em giỡn cho vui chứ khi em nhìn qua bạn trai của anh em cũng thấy rất là có gu. Em bạn rất là trai thích. Cũng có duyên. Mà tại sao lại không tài chọn nữa. Nhau nữa. Tình yêu khó nói vô cùng. Hát hay không? Quá cảm xúc. Quá cảm xúc. Tóm lại là chúng ta không thể nào định nghĩa tình yêu. Định nghĩa tình yêu nó có hàng trăm hàng ngàn cái định nghĩa. Và có người ta đến với nhau bằng cái duyên, cái nợ. Mà hình như hai bạn này chưa có duyên, đành như vậy thôi. Tình yêu nó là như vậy đó anh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với hai cặp trong ngày hôm nay. Một cái tình yêu đã đến với cặp đầu tiên và tình yêu đã không đến với cặp thứ hai. Đó chính là những gì đang diễn ra trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hy vọng rằng tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ có một buổi thật vui, thật hạnh phúc, chia sẻ cùng trải nghiệm với chương trình. Còn bây giờ thì Cát Tường và Quỳnh Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào 15:20 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đô nhưng mà không có cơ bắp quá chị. Trong giai đoạn tìm hiểu mình đừng kết thẳng thơ hay là thẳng gì đó thì em là không thích. Ăn không thơ anh được không? Dạ được, tại em dân kinh tế. Dạ chị là em chưa từng trải qua quá trình đấy.
mạo hiểm cũng tốt chị. Hai chị khổ không chịu lỗ. Em thích chịu lỗ hơn. Thích chịu lỗ hơn. Cũng không thích lắm. Nhỏ tuổi cũng được, muốn bạn trai em phải cao. Cao khoảng 1m75 trở lên. Một chị cao thấp thì nó cũng không thành vấn đề. Sang sợ em hết trên đó. Hả? Sợ thì chắc là không sợ rồi. Dạ, tôi tức quá vậy đó. Chắc hận rồi cô. Trời ơi, chị đâu có gì đâu mà chị hối hận. Chị nhìn em mà nhìn nóng đứa như vậy. Điện nổ rồi thì có thể là nguy hiểm. Nhưng mà nếu như hôm nay mà bạn nó không chấp nhận hẹn hò với bạn thì bạn nghĩ sao?